Tôi xin chào tất cả các bạn ở trong YouTube của tôi nhé. Tối nào tôi cũng đi bình luận cho các bạn. Tôi đi, tôi chỉ bảo là bạn yêu quý của tôi ơi, chúc một ngày tối vui vẻ nhé. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Thấy các bạn ai cũng luôn ủng hộ tôi mà tôi vui mừng còn không kịp. Tôi không biết đi trả ơn bằng cách nào, trả lại bình luận bằng cách nào, nói thế nào, mà nói có hay không, sợ nói không hay người ta lại không thích. Tôi không biết làm YouTube như thế nào cả, đó là lần đầu tiên tôi bước vào làm, tôi cũng sợ lắm, không biết nói mà cũng không hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai. Mà tôi thấy mọi người sang ủng hộ cho tôi. Mà tôi cứ đi đi thăm mọi người. Người ta nói bảo là có đi có lại. Nếu mà ai đã đến thăm tôi rồi đăng ký cho tôi nhất định cũng sẽ trả lại đăng ký cho các bạn mà. Có đi có lại mà. Các bạn xem làm video không hài lòng, hãy bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Và xem xét lại câu nào nói không đúng thì có thể bình luận dạy cho tặng lên biết. Đó là một người được giao thanh y bốc lên trang YouTube này không đơn giản chút nào mà cảm thấy rất khó khăn. Trong đó cũng không biết làm thế nào được. Mà lúc đầu tôi lên đây, tôi thấy rất ngại, không dám nói, cũng không dám lên. Mà lâu lâu rồi tôi cũng quen, tôi cũng chẳng sợ ai. Bây giờ tôi nói, cũng là một nửa tiếng giao, một nửa tiếng kinh, cho tất cả, bất cứ dân tộc nào cũng hiểu rõ hết. Tôi chỉnh lại cái áo của tôi đó. Áo trang phục này mặc vào rất là nóng. Dân tộc chúng tôi sống ở vùng cao, làm ăn rất là khó. Cứ ngày sáng thì biết đi làm thôi, cứ cắm đầu xuống đất, còng lưng xuống, quay lưng cho mặt trời, đôi vai thì vác những đoạn gánh rất là nặng mà rất là cực khổ, câu nói cũng không được cũng không được thành thạo lắm, có thể vừa học vừa nói thôi. Nói chung thì tôi nói tiếng Kinh thì cũng không được cũng không được thành thạo, mà tôi vừa tập vừa nói. Tôi nói tiếng Kinh, trẻ con rất hay cười tôi. Tôi cũng chẳng biết nói. Nhưng mà tôi lên đây, tôi không sợ. Nếu mà nói có câu nào sai, các bạn hãy thông cảm và hướng dẫn cho mình nhé. Xin các bạn thấy ở trong trang YouTube, hãy ủng hộ tôi và bình luận ở dưới để tôi cần chỉnh sửa câu nói của tôi. Nhưng mà tôi sống ở vùng cao đã quen rồi. Nếu mà bảo tôi một một ngày nào đó ở nhà, tôi rất khó chịu. Đúng, người giao thanh y chúng ta chỉ sống ở vùng lưỡi quen thôi. Nếu mà một ngày kia mình có thời gian, mình sẽ sớm tham khảo một chút ở miền xuôi xem thế nào, trông nó có khác không. Mình cũng chưa được đi thành phố xa xôi, mình cứ cắm đầu mà làm việc mãi cũng không có thời gian đi. Nhất định tôi một ngày nào đó sẽ xuống thành phố mà thăm tất cả bạn bè và đi một chuyến du lịch xem có khác gì ở vùng cao chúng tôi hay không. Sau đây tôi sẽ nói tiếng Dao nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.
con đời đời vầng vào. Mình với ba gần cũng kiểu như ai à tí không bỏ gần nằm chả hò cầm mà nó này tới hiền và chồng hắn tới hiền đầu tài con qua mong mọi nói cũng vàng này không bỏ thao cũng chồng mà nó này tớ nói giá tớ than mà nó này tớ cầu nhiên kiếm muốn so đầu đúng kiếm muốn chân sầu chay mình ai đúng hẳn nằm cha hồ này thì anh yên oai gà đầu nhằng giác tiền tòng tàn nhằng kiếm đánh môn tàn tẩy cũng là quý giá ai cha hồ lùng lầy mời nói cô nình ai công tổ mà hay thảo phải tàn nói thảo cùng chăm nình lào kéo cắn con tàn nhằng bung sau kiếm môn bò lê thì nà gõng giá căn nằm lạnh nằm cầu dân kia muốn cho để mắc hai hai con muốn và đủ hai con à tí mà căn hò căn con dây này muốn cổ nôm kẹt xịt lên mà cái lên nó phải kéo con muốn và thêm căn hò căn con mà leo cho nên chỉ cổ phát cổ đóng khuyết kẹt ra Tây trang lâu nay nên nhà nó tây phố lý tí quần quý lâu nay mà không tới nhà thì tây làn cũng à lấy nhà tớ sắp chịu nhà nha thì giờ mong phát thiền là nhà lâu nhà nên dù cổ cắn dù mặt tớ con qua khăn phòng giàu đúng tây nhắn tin tài dù mà sang trả lời tây tây gọi cuộc điện thoại dù mà sang mùng mong ấy nhang phi dẻo quay nắng nay hồ dù tì chanh nhạc ăn tì chanh nhạc chân tràn quen mong xe chan tì mất thời gian ý nói xích hỏi lào nhau xe em mà dân mong tì nhạc điện thoại dạ đang chọn môn dụng khá à con à gọi tài xung hồ nhang phi dẻo đường ra dần lông cả lại đâm út lại dâu bè hắn dầm lấy cổ nà gắng nà ai chuông bụng vào tai còn nhà ăn lâu nên chạy cũng cả lấy đâm tá nhảm mà bụng đi chuông tai và cầm mà ăn tớ đâm tá nhảm nông hầu lên em dư dây đáng nói em này câu hỏi em vẫn nhanh lọc bằng lào ta nhảm vì cô bò lê tì nè gắng và cô mẹ lần gần năm cả lại kìm môn gặp mà nay xa ta giác sau này nè gần khúc hôn nhà a lan mình áo sau tay mờ gần chê và cô mà xa nhảy anh lào tố lèo tay em này phần tay thì đòi lèo thì đòi mòn con hoàn thì đòi mòn và đã lấy chồng đó thì lấy là lèo và khuyết chồng cú kẹt thẳng đại mà đâu mình tệ sau nên cho một công gia kẹt kẹt là lần nung cả lại thêm con hoa chim một xe hoa sang hồ con mà một cái kéo con cả lo nói về di xá bù con yêu rằng ai mà khi mang liêu tay và tay mà yêu ấy vẫn nằm đường mà hôn nêu nát giờ sang bài giờ cứ cần ai nâng nha chẳng khác gì tầm một ổn mà leo hoa chi chi một ổn quá tay đai tay nai nhận thao tì vũ nhân thao là thập giá cần nhau khổ mà nó hay sẵn nhanh thêm chàng cũng ý nhà con dùng nhà cái mắt xa thì chạy đâm ta nhằm ai sầu tai em mừng là em cần tì cháu kẹp sầu nên thì chạy con ta nhằm chạy con mình sẽ quay từ video cùng lao ảnh nên cận dân tế thì dâm cổ quá ai thư thai cùng lao em cần chờ phải cho cả lại tùy đòi vô và bắt kèn mình leo đăng ký phân giật lâu nè.